Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên tin tức mới để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong ngày. Mong rằng bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình đến với nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Chân dung vợ đầu giàu có ít người biết của danh Hải Duy Phương Duy Phương đã trải qua ba đời vợ, trước khi về chung một nhà với Lê Giang và có hai người con là Duy Phước, Lê Lộc. Nam Danh Hải từng kết hôn, trải qua cuộc hôn nhân 18 năm với người vợ đầu, nữ diễn viên Hải Lý. Tuy nhiên do Hải Lý không thể mang thai nên người vợ này của Duy Phương vẫn chấp nhận sự xuất hiện của Lê Giang trong nhà của mình. Ở thời điểm đó Lê Giang chưa tròn 20 tuổi. Sau khi ly hôn Lê Giang, Nam Danh Hải đi thêm bước nữa với vợ hiện tại. Trước đây Hải Lý sống cùng mẹ gần 100 tuổi. Tháng 7 năm 2019, bà qua đời. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng mẹ cô là người đùm bọc Duy Phương khá nhiều. Nữ nghệ sĩ chia sẻ với báo 24 giờ. Đến hiện tại nhiều người vẫn không thể biết tôi là vợ của Duy Phương vì bản thân chẳng đi đâu vỗ ngực khoe khoang, thậm chí có ai hỏi tôi còn chối và bảo coi chừng lộn người. Gần đây, Hải Lý sống độc thân một mình trong sự giàu có. Căn hộ sang trọng của nữ diễn viên tọa lạc tại tầng 26 của một chung cửa huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, ước tính căn hộ này có giá khoảng 4 tỷ đồng, chưa tính những trang thiết bị nội thất. Ngoài căn hộ cao cấp đang sinh sống, Hải Lý còn sở hữu thêm hai căn hộ khác và đang cho thuê, tổng giá trị ba căn hộ này là khoảng 8 tỷ đồng. Nữ diễn viên rất có gu thẩm mỹ, căn hộ của Hải Lý được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng màu nâu của gỗ lát sàn và đồ nội thất tạo nên cảm giác hài hòa và rất dễ chịu. Được biết Hải Lý ly hôn Duy Phương vào năm 1993, nữ nghệ sĩ chọn cách sống độc thân đến hiện giờ. Cuộc sống hiện tại của cô khá thoải mái, sáng dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và đi làm nếu có lịch trình. Chia sẻ về cuộc sống đơn thân hiện tại, nữ diễn viên vui vẻ cho biết cô đã quen với điều đó nên chẳng cảm thấy buồn bã. Trước đây khi còn chung sống với Duy Phương, cô phải lo nhiều thứ, thậm chí còn chẳng có bạn bè. Thế nhưng khi sống một mình, Hải Lý có thể gặp gỡ một vài người bạn cùng hẹn hò đi cà phê, trò chuyện tâm sự. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, sau ly hôn tôi làm nhiều nghề để xây dựng cơ nghiệp, gia đình đổ vỡ cũng buồn lắm chứ, nhưng tôi nghĩ số phận đã an bài, có tiếc nuối cũng chẳng được gì. Tôi lo kiếm tiền và phục vụ cho cuộc sống, chăm lo mẹ được chu đáo nhất lúc bà còn sống. Về chuyện năm xưa với chồng cũ Duy Phương, Hải Lý thừa nhận rằng việc không sinh được con chính là một trong những lý do khiến cuộc sống hôn nhân của cô và nam danh hài dạn nứt. Bên cạnh đó, nữ diễn viên hé lộ nguyên nhân chính là do sự xuất hiện của người thứ ba. Hải Lý trẻ lòng. Mọi chuyện chỉ người trong cuộc hiểu rõ nhất, tôi nghĩ mọi chuyện nên khép lại, khơi gợi vậy là đủ rồi. Hiện tại Hải Lý đã bước sang tuổi 65 nhưng cô vẫn luôn trẻ trung xinh đẹp. Bí quyết để trẻ mãi không già của nữ diễn viên là luôn giữ tinh thần thoải mái tươi trẻ vì chẳng cần phải lo lắng chuyện gia đình con cái. Cuối lời, nữ nghệ sĩ nói. Đời mà có được bao lâu mà phải hững hờ, cứ vui lên cho cuộc sống thêm tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Tin tức mới. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận và hãy nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ thông tin nào đến từ Tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.